Bạn đang nghe truyện trên kênh Aladdin Tintin. Truyện Đức Phật và nàng. Bất phụ Như Lai, bất phụ Khanh. Chương 21. Thiên Phật động Kizin. 7 ngày sau đó, vào một buổi sáng mùa hè rực rỡ, chúng tôi lên chiếc xe ngựa tiện dụng của Rajiva, thẳng tiến về hướng Thiên Phật động chỉ cách Kucha chừng 70 dặm. Xe ngựa của Rajiva lại là cổ xe rất tốt nên chỉ mất 2 ngày là đến nơi. Có điều phải ngồi chung với Rajiva trong một khoảng không gian hẹp như vậy, không thoải mái chút nào. Ánh mắt chạm đến đâu cũng là hình ảnh của cậu ấy. Rajiva lúc điềm nhiên, Rajiva lúc mỉm cười, Rajiva nho nhã, lịch thiệp, Rajiva với ánh mắt hút hồn. Đôi mắt tôi tựa như chiếc máy ảnh 8 triệu pixel liên tục giữ những khung hình của cậu ấy. Giá như tôi có được một bức ảnh của Rajiva thì tuyệt biết mấy. Như thế lúc quay về tôi sẽ có kỷ vật để mà hồi tưởng lại. Quay về. Đúng rồi, sớm muộn gì tôi cũng phải quay về. Thế nên tốt nhất đừng lãng phí tình cảm thêm nữa. Nào, hãy tập trung tinh thần, dẹp bỏ mọi ảo tưởng, kiên quyết tránh xa sức hấp dẫn của chàng đẹp trai và hoàn thành cho tốt bổn phận của mình. Quyết tâm như vậy nên khi xe ngựa dừng lại nghỉ ngơi, tôi làm ngơ bàn tay đang chì ra muốn đỡ tôi xuống. Tôi thờ ơ, tự tìm cách nhảy khỏi xe. Lúc ăn uống, tôi tự phục vụ cho bản thân, kiên quyết không để tái diễn tình trạng lười biếng lúc trước, ỷ lại vào đôi tay của cậu ấy. Lúc gặm xong miếng bánh khô tây vực, tự mình lau sạch những vùng bánh vương trên mép, kiên quyết không nhận lấy mảnh khăn nhỏ từ tay cậu ấy và để mặc đôi tay ấy phải ngượng ngùng thu về. Lúc ngồi trên xe không có cách gì tránh né, tôi đành nhắm nghiền mắt lại, nghỉ ngơi lấy sức. Buồn ngủ cũng kiên quyết không gục xuống, tránh khi tỉnh dậy lại thấy mình lấy tay cậu ấy làm gối. Có phải là ảo giác của tôi hay không? Một tiếng thở dài khe khẽ, buồn bã trôi đến tai tôi. Trái tim tôi như thắt lại. Cuối cùng cũng tới Kizin. Tôi lấy làm khâm phục sự kiên cường của bản thân. Suốt 2 ngày trong không gian riêng biệt chỉ có 2 người, cái không gian nhỏ hẹp không khỏi khiến người ta điên đảo. Vậy mà tôi vẫn kiên trì nguyên tắc của mình, kiên quyết không để nảy sinh tình cảm với người cổ đại. Đó là lời răn dạy của sếp trước mỗi lần tôi vượt thời gian. Phải luôn ghi nhớ, em là người hiện đại, em sẽ phải quay về thời đại của mình. Phải luôn nhắc nhở bản thân, nếu nảy sinh tình cảm nam nữ, lịch sử rất có thể sẽ vì em mà thay đổi. Nhưng khi trước mắt tôi là ngọn núi Cadarac hùng vĩ đang tắm gội dưới ráng chiều huyền ảo, dãy hang đá dài bất tận với những cửa động đều thẳng tắp, những chiếc thang gỗ cao chất ngất với những hành lang bí ẩn len lỏi qua các hang đá, thì những thứ quá ư mệt mỏi như tình cảm hay cảm xúc này nọ đã trôi tuồn tuột ra khỏi đầu từ lúc nào không hay. Tối hôm đó, tôi được sắp xếp ở lại trong một quán trọ ven sông Muzat. Nghe nói họ dành cho tôi căn phòng tốt nhất, tuy vậy điều kiện vệ sinh không ổn cho lắm. May mà tôi đã chủ động mang theo túi ngủ tiện dụng. Buổi tối bên sông Muzat, không khí trong lành, thoáng đãng như vừa gột rửa, nền trời ngàn sao lấp lánh. Không gian tựa như vô trùng này mang lại cảm giác sảng khoái, dễ chịu thật đặc biệt. Tôi vốn định lang thang dạo mát ven sông, nhưng bóng dáng cao gầy ấy cứ chậm rãi, lặng lẽ bước theo tôi, khiến tâm tư tôi không khỏi xao động. Không biết phải làm sao, tôi đành dằn lòng quay gót, rảo bước trở về phòng, bỏ lại bóng dáng ấy chơ vơ giữa dòng sông vằn vặt ánh trăng. Ngày hôm sau đến chùa, đúng như tôi dự đoán, rất nhiều người nhận ra Rajiva. Chùa Kizin đã thu hút đông đảo các hòa thượng từ khắp nơi đến đây tu hành. Phòng đá dành cho các tân sư tọa thiền đã kín chỗ. Tất cả mọi người đều nhìn Rajiva với ánh mắt kinh ngạc, thậm chí hình như có chút gì đó khinh miệt. Không không, không thể như thế được. Làm sao người ta có thể khinh miệt Rajiva chứ? Chắc chắn tôi đã nghiêm trọng hóa vấn đề lên thôi. Vị sư trụ trì chào đón Rajiva rất nồng nhiệt, sau đó đưa cậu ấy đến một căn phòng thiền đặc biệt đã được dọn dẹp sạch sẽ. Sao lại như vậy? Lẽ ra mọi người phải sôi nổi vây quanh Rajiva và sôi nổi luận đàm về Phật Pháp với cậu ấy mới đúng chứ. Sao lại để cậu ấy ngồi thiền một mình trong căn phòng đá vắng lạnh kia? Tôi đưa mắt quan sát và nhận thấy
Tăng sư trong các phòng khác cũng ngồi im lìm một chỗ, cả ngày không bước chân ra ngoài. Tuy có hơi băn khoăn, nhưng tôi nghĩ rằng chắc mình không hiểu sâu những phép tắc, quy định, luật lệ của nhà Phật. Vả lại, nói cho cùng, thứ thu hút tôi đến đây là những bức họa kia mà. Nghĩ vậy, tôi đã đẩy mọi nghi hoặc ra khỏi đầu. Thiên Phật Động Kizin có tất cả 236 hang đá được đánh dấu theo thứ tự. Trong đó có khoảng 800 hang đá còn lưu giữ được các bức vẽ trên tường. Phần lớn hang đá là những căn phòng nhỏ ngồi thiền của các nhà sư theo tông phái Phật giáo tiểu thừa. Khi còn ở thế kỷ 21, tôi đã từng khảo sát di tích này. Trong các phòng thiền không có tranh vẽ, chỉ có một chiếc giường đá rất lạnh, nhỏ và hẹp. Thời cổ đại, phải đào bới và đục đẽo hang đá bằng tay nên rất gian nan và chi phí cũng rất tốn kém. Thời gian đầu xây dựng chùa, mọi phí tổn đều do Đức Vua Khâu Từ quyên tặng. Cho đến thời điểm tôi đang có mặt ở đây, ngôi chùa cũng chỉ mới có 3 hang đá có các bức bích họa và 8 phòng thiền. Trong đó có 2 hang đá trang trí họa bích vẫn chưa hoàn thiện. Các nghệ nhân vẫn đang tất bật với công việc vẽ tranh của mình. Hấp dẫn quá! Đây là một đề tài tuyệt vời. Chỉ cần bạn chọn ra một trong số các công đoạn, chọn màu tạo màu, sắp xếp hoa văn họa tiết, hay công đoạn vẽ, hay các câu chuyện Phật giáo trên các bức vẽ, bạn sẽ có một bài luận xuất sắc với giá trị học thuật cao. Một dịp tham quan di tích lịch sử Vương Triều Gök thuộc vùng Nagari, nay là huyện Zanda, Nagari Tây Tạng, tôi tình cờ gặp một tổ chức từ thiện của Liên Hợp Quốc trong một ngôi chùa cổ từ 800 năm trước. Họ đang mải mê với các công việc phục chế miễn phí, các bức bích họa đã được sắp xếp và di sản thế giới. Tôi nghển cổ lên trò chuyện với một nghệ nhân nữ người Thụy Sĩ đang quỳ trên giá đỡ ở trên cao. Cô cho tôi xem bộ đồ nghề của mình, những chiếc bút lớn nhỏ đủ mọi kích cỡ, những chiếc xẻng và những chiếc kẹp nhỏ, nhiều vô kể và không dễ sử dụng chút nào. Tôi mê mẩn quan sát cô ấy vẽ tranh, công việc tỉ mỉ chẳng khác nào thiếu nữ thêu hoa trên lụa. Những bức họa sau khi được phục chế trở nên sống động lạ thường, cảm giác như chúng vừa được tái sinh. Từ tận đáy lòng mình, tôi vô cùng cảm phục tài năng và tấm lòng cao đẹp của những con người ấy. Còn giờ đây, tôi đang được tận mắt chứng kiến quá trình chuẩn bị và hoàn thành nên những tác phẩm kiệt xuất của loài người. Điều này làm tôi phấn khích quên cả đói và mệt. Tôi muốn tìm hiểu xem, trong điều kiện vật chất thiếu thốn thời cổ đại, trong thứ ánh sáng leo lắt được đốt lên từ nhựa thông, những nghệ nhân này đã sáng tạo nên những bức vẽ để đời ra sao. Tôi hào hứng hỏi chuyện họ, thâm nhập vào công việc của họ, học hỏi kỹ thuật vẽ tranh của họ, phác họa những bức vẽ đã hoàn thành của họ. Chưa bao giờ tôi được bận rộn và vui sướng đến thế. Họ sử dụng bột đá xanh lapis lazuli làm lớp màu nền, sau đó dùng bột vàng hoặc thép giấy vàng quét lên quần áo cà sa của Phật tổ. Từ xa sẽ thấy những hình ảnh Phật Thích Ca Mâu Ni tỏa hào quang lấp lánh, đẹp lung linh trong mỗi khung hình thoi màu xanh da trời. Trải qua sự bào mòn của thời gian và mưa nắng, sắc đỏ trên bức vẽ biến thành màu đen. Những màu sắc khác cũng không giữ được vẻ đẹp ban đầu, duy chỉ có màu xanh da trời ấy vẫn vẹn nguyên và tươi tắn như lúc trước. Đá lapis lazuli được khai thác ở Afghanistan, cách Khâu Từ 1.500 km. Với màu xanh lam quyến rũ, lại có thể phát ra thứ ánh sáng lấp lánh giống hệt đá pyrite, nên khi được các thương nhân vận chuyển đến Khâu Từ, giá của các loại đá này tăng vọt gấp nhiều lần so với giá vàng khối ở cùng một trọng lượng. Trong không gian đồng đá, sự giao thoa của hai màu xanh đỏ tạo nên ánh vàng rực rỡ. Mỗi bức tranh là một cảnh tượng sinh động, bắt mắt. Mỗi bức tranh là một tài sản lớn. Về sau, khi người Khâu Từ bị người Uyghur xâm chiếm, vì căm ghét tín ngưỡng thờ cúng hình tượng, họ đã đang tâm cạo sạch lớp bột vàng trên mình tượng Phật, để lộ lớp đất đá cằn cỗi tới tận hiện đại. Duy chỉ có màu xanh kiên trinh ấy vẫn mỉm cười với thời gian. Vẻ đẹp của nó đã khiến biết bao học giả của thế kỷ 21 phải thổn thức, ngậm ngùi. Sau khi phát triển hưng thịnh vào khoảng cuối thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, trong vòng vài trăm năm, Phật giáo không hề có tượng thờ, chỉ có dấu chân Phật, ban thờ, cây bồ đề, bảo tháp là những hình ảnh tượng trưng của Phật. Khi tôi đến tham quan hang đá Ajanta ở Ấn Độ, một hang đá được xây dựng rất sớm vào khoảng thế kỷ thứ nhất, thứ hai sau công nguyên, tôi không thấy bất cứ tượng thờ nào,
chỉ có dấu chân Phật và ban thờ Phật. Một thế kỷ sau Công Nguyên, cùng với sự phát triển của Phật giáo Đại Thừa, tín ngưỡng hình tượng trở nên lưu hành. Từ lúc đó mới bắt đầu xuất hiện những tác phẩm tượng Phật. Alexander Đại Đế từng chinh chiến ngang qua Gandhara và mang theo tới đây nền nghệ thuật Hy Lạp, nên các tác phẩm tượng Phật phần nhiều chịu ảnh hưởng từ phong cách tạc tượng và điêu khắc của Hy Lạp. Gandhara trở thành một trường phái quan trọng trong nghệ thuật tạo hình tượng Phật. Các bức bích họa trong ngôi chùa hang đá Gizin chịu ảnh hưởng sâu sắc của nghệ thuật Gandhara, thậm chí cả nghệ thuật Hy Lạp. Những bức vẽ tượng Phật mẫu đó đã bị hủy hoại hoàn toàn, chính là những đại diện tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật Gandhara. Khuôn mặt hình bầu dục, ngũ quan đoan chính, sống mũi cao, mái tóc lượn sóng, búi gọn lên trên đỉnh đầu. Trên mình khoác áo choàng dài, lộ một bên vai và để râu. Hình ảnh các vị Phật, Bồ Tát và Thánh Tiên trên các bức bích họa phần lớn đều để trần nữ thân trên. Dáng điệu uyển chuyển, thân thể bay bổng, y phục, trang sức, thắt lưng đều được khắc họa vô cùng tinh tế và sống động. Tôi đang phát thảo lại một bức họa cung nữ Hoắc Tất Đạt Đa, Siddhartha. Bức họa này kể câu chuyện khi Phật Tổ vẫn còn là một thái tử. Ngài đã nhìn thấu những phiền não, khổ sở của cuộc đời và từ đó quyết định đi tu. Cha của Ngài, Đức Vua Tịnh Phạn, Suddhodana, vì muốn Ngài kế thừa vương vị nên đã ra sức kiến tạo một đời sống xa hoa, hy vọng có thể níu giữ Tất Đạt Đa ở lại thế tục. Tôi đang say sưa phát họa, chợt cảm thấy có điều gì lạ từ phía sau. Quay lại, bắt gặp Rajiva đang chăm chú quan sát cuốn tập của tôi, khuôn mặt đỏ dữ dội. Tôi nhìn lại bức vẽ của mình và hiểu ra vấn đề. Tôi đang phát họa hình ảnh của một cung nữ áp sát thân mình vào thái tử trong tư thế hết sức khêu gợi. Đây chỉ là một hình ảnh rất nhỏ trong hàng nghìn hình ảnh trên các bức bích họa trong hang đá này. Nếu tôi không vẽ lại và phóng to lên, chắc sẽ không ai để tâm đến những nét tinh tế ấy. Thân hình và tư thế của cô cung nữ quả thực rất nghệ thuật. Rajiva đến, tôi mới nhận ra mình đã làm việc nhập tâm tới mức mọi người đã đi hết mà không hay biết. Không còn cách nào khác, tôi đành đi ăn cùng cậu ấy. Mấy ngày qua, cậu ấy và vị sư trụ trì tất bật chạy qua chạy lại, không lúc nào rời bản vẽ thiết kế, mắt quan sát vách núi phía trước, tay chỉ trỏ liên hồi. Tôi thấy tò mò liền hỏi, cậu ấy bảo sẽ dùng số tiền quyên tặng của triều đình trong những năm gần đây cho chùa Kakra để xây dựng một pho tượng Phật khổng lồ. Tôi nhìn vào bản vẽ thiết kế, pho tượng cao tới 15 mét, trong vòng hào quang phía sau tượng Phật khổng lồ còn có rất nhiều hình tròn, khắc họa các tượng Phật nhỏ hơn. Kiểu tạo hình khác với tạo hình tượng Phật ở cõi Niết Bàn điển hình của Phật giáo Tiểu Thừa. Đây là nghệ thuật Gandhara giai đoạn sau, hay còn gọi là trường phái Ấn Độ, Afghanistan. Nghệ thuật Gandhara men theo con đường tơ lụa thẳng tiến về hướng đông. Trước hết, nó đổ bộ và phát triển rực rỡ tại phía đông của lãnh thổ Afghanistan vào thời đại của đế quốc Kushan hoặc Kusana. Tượng Phật khổng lồ ở Bamiyan đã bị Taliban phá hủy, chính là những đại diện tiêu biểu cho trường phái nghệ thuật này. Thời niên thiếu, Rajiva từng theo mẹ đến Kabul thuộc Kashmir để học đạo. Đây là khu vực trung tâm Gandhara. Chắc chắn cậu ấy đã được chiêm ngưỡng những pho tượng vĩ đại đó. Có lẽ nhờ thế mà Thiên Phật Động Gizin mới có những hang đá bên trong dựng tượng Phật khổng lồ. Một công trình lớn như vậy, thiếu bàn tay và trí tuệ của một bậc cao tăng như Rajiva, khó mà có thể hoàn thành. Nhưng Rajiva không biết được điều này, rằng phương pháp kết hợp kiến trúc xây dựng hang đá của Ấn Độ với nghệ thuật tạo tác những pho tượng khổng lồ nhằm tạo ra những tượng Phật trong hang đá của Rajiva tại công trình Thiên Phật Động Gizin không chỉ gây tiếng vang mạnh mẽ ở Khâu Từ, mà còn có sức ảnh hưởng rất lớn đến các công trình hang đá sau này như hang đá ở Mạc Cao, Đôn Hoàng, Vân Cương hay là Long Môn. Không thể không khâm phục và ngưỡng mộ cậu ấy. Nhưng tôi chợt nhận ra điều lạ lùng này. Trong khi Rajiva làm việc không nghỉ ngơi thì các sư tăng khác chỉ ngồi yên trong phòng từ sáng đến tối. Thậm chí đến giờ ăn họ cũng không ra ngoài, thường sẽ có một chú tiểu mang hộp cơm đến và đặt vào từng căn phòng. Điều này thật kỳ quặc, phải chăng họ đang thực hiện một nghi thức nào đó? Lúc ăn cơm tôi đem thắc mắc đó ra hỏi Rajiva thì cậu ấy chỉ trả lời qua loa rằng họ đang ngồi thiền, không có gì đáng ngạc nhiên cả. Tôi biết Rajiva không muốn nói nên tôi tranh thủ thời gian buổi chiều
tìm hiểu vấn đề thông qua các nghệ nhân vẽ tranh. Họ đang ngồi thiền mùa hạ. Ngồi thiền mùa hạ, nghe rất quen. Đúng rồi, trong Pháp Hiển truyện, Ngài Pháp Hiển có viết rằng trên hành trình đi Tây Trúc, Ngài đã nhiều lần phải dừng lại 3 tháng để ngồi thiền mùa hạ. Hàng năm cứ đến mùa hạ, các Pháp Sư lại ngồi thiền tĩnh tâm ở trong phòng, không bước ra ngoài. Đúng vậy, họ không được phép ra ngoài. Nếu có việc hệ trọng, họ phải xin phép trụ trì rồi mới được ra ngoài. Đúng vậy, đúng vậy. Họ ngồi như vậy cả tháng trời. Các bậc cao tăng thì ngồi thiền liền 3 tháng. Cuộc thảo luận sôi nổi không còn sức hấp dẫn với tôi nữa. Tôi bỗng thấy sống mũi cay cay. Mùa mưa, đệ tử nhà Phật tập trung ngồi bên nhau tĩnh tâm tu hành. Bởi vì đây là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi nảy nở, họ không ra ngoài để tránh sát sinh. Thì ra ánh mắt khinh miệt của những tăng sĩ kia dành cho Rajiva là có thật. Đáng lẽ phải ngồi yên trong chùa tĩnh tâm tu hành thì cậu ấy lại ngang nhiên ra ngoài cùng một cô gái. Mặc dù cậu ấy đến đây vì công việc xây tượng Phật, nhưng tại sao nhất định phải đến vào thời gian ngồi thiền mùa hạ? Cậu ấy bất chấp thanh quy, giới luật của nhà chùa là vì tôi ư? Buổi tối tôi thơ thẩn bên sông Muzat. Tôi biết ở một góc khuất cách đó không xa, cậu ấy đang yên lặng đứng nhìn. Tôi đưa tay lên vẫy. Rajiva có vẻ ngạc nhiên, chậm rãi bước đến bên tôi. Tôi phủi sạch viên đá bên cạnh. Cậu ấy do dự trong giây lát rồi từ từ ngồi xuống. Rajiva, hiện đang là thời gian ngồi thiền mùa hạ, cậu không nên ra ngoài mới phải. Cậu ấy hơi giật mình, mắt chuyển về phía dòng sông trăng lấp lánh như giác bạc, giọng nói bình thản. Tôi đến đây vì công việc xây dựng tượng Phật. Điều đó càng tỏ lòng tôn kính đối với Phật Tổ. Vì sao không được? Nếu vậy, sao cậu không chờ một tháng sau hãy đến? Rajiva đột nhiên quay lại nhìn tôi. Dưới bầu trời đêm ngàn sao lấp lánh, đôi mắt ấy như đang cuộn sóng. Nhưng những đợt sóng rất nhanh chìm vào sâu thẳm. Cổ họng tôi nghẹn đắng. Tôi không dám nhìn vào mắt cậu ấy. Rajiva, tôi vẽ cũng tương đối rồi. Ngày mai có thể rời khỏi đây. Rajiva im lặng, nghiêng đầu dõi mắt về phía mặt sông. Gương mặt u trầm, không chút biểu cảm. Tôi cắn chặt môi, đẩy quyết tâm đến mức cao nhất có thể. Rajiva, tôi không thuộc về nơi này. Tôi biết. Bỗng nhiên cậu ấy đứng bật dậy, khuôn ngực phập phồng. Rajiva quả thực rất cao. Tôi ngước lên nhìn cậu ấy chỉ một lát mà mỏi nhừ cả cổ. Có lẽ không phải chỉ vì cậu ấy quá cao mà vì đầu tôi lúc này như đeo đá, nặng trình trịch như đang rơi, sắp rơi xuống rồi. Ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi đây. Tôi gắng gượng nhấc đầu lên, thấy bóng chiếc áo cà sa màu nâu sòng đang di chuyển gấp gáp về phía nhà trọ, thoáng chốc đã biến mất trong một ngõ hẻm quanh co, vắng lặng. Đêm đó, qua khung cửa sổ phòng trọ, tôi nhìn thấy bên sông, dưới ánh trăng vằng vặc, một bóng dáng cao gầy, đơn độc. Ngọn gió vô tình thổi bay những nếp áo mong manh, càng khiến bóng dáng ấy trở nên cô quạnh. Tôi như bị thôi miên vào bóng người cao gầy ấy. Hồi lâu chợt thấy vạt áo thấm lạnh. Tôi ủ ê lau giọt nước mắt đã nhạt nhòa trên mặt, lao ra khỏi phòng. Không gian buổi đêm tịch mịch, quạnh quẽ, tiếng nước róc rách. Bên sông không một bóng người. Đêm đó tôi hầu như không ngủ, chống mắt nhìn trời sáng. Trên đường trở về, hai chúng tôi đều im lặng. Quanh mắt cậu ấy xuất hiện những quầng thâm rõ rệt. Rajiva hướng mắt ra bên ngoài cửa xe. Tôi cũng vậy. Chúng tôi đều đã trưởng thành. Chúng tôi biết rằng điều gì không thể thì không nên níu kéo. Có níu kéo cũng vô ích. Vậy hãy nhanh chóng rũ bỏ, càng sớm càng tốt. Trở về thế kỷ 21, tôi sẽ có cuộc đời của riêng mình. Biết đâu tôi sẽ tìm được một người để yêu. Anh chàng cùng khoa học trên tôi một khóa có ý với tôi lâu rồi. Tôi sẽ suy nghĩ xem có nên phát triển tình cảm đó hay không. Cho dù anh ta không đẹp trai bằng cậu ấy, không thông minh bằng cậu ấy, không dịu dàng bằng cậu ấy. Không... Tôi biết chứ, anh chàng khóa trên chẳng có điểm nào có thể so sánh với cậu ấy. Nhưng anh ta là con người của hiện thực. Còn Rajiva, đối với tôi chỉ là tài liệu lịch sử để nghiên cứu, chỉ là mấy dòng chữ trong đống sách cũ nát mà thôi.
Chúng tôi cứ lặng lẽ như vậy suốt dọc đường cho đến khi trở về căn nhà nhỏ trong thành cổ Subas. Trước lúc quay về chùa, Rajiva nhìn tôi rất lâu bằng ánh mắt khó hiểu, sau cùng là một tiếng thở dài. Tôi sẽ sắp xếp đội thương nhân cho cô. Những ngày tới tôi phải ngồi thiền, buổi tối sẽ không về đây nữa. Một lúc lâu cậu ấy vẫn còn đứng đó, bàn chân dùng dằng trước cổng nhà, mãi không cất bước. 10 ngày nữa là đến lễ hội Sumuze. Cô từng nói muốn xem lễ hội này. Hay là... Cậu ấy ngập ngừng. Để sau khi lễ hội kết thúc hãy đi. Tôi ngẩng đầu, thấy mình như đang trôi xuống hai vực nước sâu hun hút, không có cách nào thoát ra được. Sức thôi miên khó mà kháng cự của đôi mắt ấy khiến cơ quan phát thanh của tôi như cứng lại, tê liệt, chỉ đủ sức thốt lên một tiếng. Ừ. Vành môi của cậu ấy như được kéo lên. Đã rất lâu rồi mới thấy cậu ấy cười. Nhưng tôi không ở lại thêm mấy ngày vì cậu đâu nhé, Rajiva. Tôi thật sự muốn tham dự ngày hội sôi động, mang đậm màu sắc của phương Đông ấy. Tôi là một học sinh hiếu học, tôi là một con ong chăm chỉ, nhưng tôi tuyệt đối không phải là một người yêu lý tưởng. Hết chương 21.